Sen đá nhà mình nè mọi người ơi. Cái cây này mình cưng lắm mà nó bị gì làm xấu em đó, em ấy. Cây này tên gì mọi người biết không? Mình mua lúc nó còn nhỏ phân nửa này nè, mở hai đầu này là giá khoảng 700 mấy chục ngàn. Hôm tuần trước mình đi ở trung tâm mình thấy cái chỗ mà chuyên về bán sen đá, bán một đầu như thế này không cũng 700 mấy chục ngàn. Chỗ trước mình mua nó giá tôi rẻ. Tại vì lúc mới mua mình về mình thay chậu, mình sợ nó, nếu mà mình để ngoài nắng phun nắng thì sẽ bị cháy, nên mình để trong mát. Thì sau thời gian em mới trở nên xanh nhiều hơn. Cái em này nè, cái em cao này nè, vàng lắm luôn. Mà cái thân dưới mình tưởng đâu là bị hư, mình đè mình nhổ lên rồi mình cạo, mình lên rút, mình hỏi mọi người cũng nói là nó bị hư cái thân rồi, thúi cái thân rồi, cắt bỏ đi. Nhưng mà mình ngẫm nghĩ lại thì mình thấy nó không phải, tại do cái màu nó như vậy thôi. Rồi mình tiếp tục mình trồng xuống, hôm nay nó vẫn khỏe mạnh như thế. Nói chung lên rất hỏi á, cũng hên xui lắm. Nhiều khi á bệnh, người ta bắt bệnh cũng không có đúng. Em này nay lên màu rồi mọi người, lên đỏ đỏ rồi kìa. Tiếp tục em này trắng trắng ha, quá chừng cái này luôn mà không nỡ cắt bỏ. Mình trồng bây giờ mình chỉ hai loại thôi, mình không có trộn gì tùm lum nữa hết. Lúc
đầu trộn tá lả hết trơn, trồng không có hiệu quả gì. Bây giờ mình chỉ trộn như vậy thôi. Chỉ là Academa với cái viên thoát nước. Trồng như vậy là thấy hiệu quả nhất á mọi người. Cái em này gì? Em này gọi là gì? Cúc hả mọi người? Chơi sáng tạo của mình nè mọi người. Sang tới em này, mọi người nhìn thích không? Một ly trà sen. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Mai mốt mình sẽ khoe tiếp mọi người nha. Hôm nay nhiêu đây đủ rồi, dài rồi. Bye bye. Bye mọi người nha.